Chúng ta đang ở trong mùa tri ân, nói như thế bởi vì ngày 20 tháng 11 đã qua, nhưng dư âm của ngày tôn vinh những người thầy vẫn sẽ động lại và truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp đó vẫn tiếp tục được phát huy. Hưởng ứng tinh thần tốt đẹp đó, thương hiệu bánh quy Danisha cũng không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện tri ân nghề giáo cao quý năm thứ tư. Đêm nhạc Danisha, món quà hoàng gia tôn vinh ngày cao quý tổ chức tại thủ đô Hà Nội vừa qua đã để lại trong các thầy cô và người tham dự nhiều xúc cảm. Những phần quà đặc biệt được trao cho 4 thầy cô tiêu biểu đã và đang thực hiện các dự án xã hội ý nghĩa. Những phần quà được đóng góp từ cộng đồng thông qua chuỗi hoạt động của Danisha, qua đó tiếp thêm động lực để các thầy cô tiếp tục tâm huyết với công việc cao quý mà họ đã và đang theo đuổi. Câu chuyện tri ân tiếp tục lắng động trong không gian âm nhạc với những giọng ca giàu cảm xúc của Hồng Nhung, Thu Phương, Lê Hiếu. Mỗi lời ca tiếng hát như lời tri ân được cất lên thay cho hàng triệu trái tim mang trong mình truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt từ bao thế hệ. Đại diện Danisha cho biết đây chính là món quà vô giá, không chỉ giúp tiếp sức để lan tỏa nhân rộng hơn nữa các giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau, mà còn tiếp thêm nguồn động lực này để các thầy cô tiếp tục tâm huyết với công việc cao quý mà họ đã và đang theo đuổi.